Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Và như vậy các bạn có thể thấy hôm nay đã là ngày 31 tháng 8 năm 2022, là ngày cuối cùng của tháng 8 rồi. Thì ngày mai sẽ bắt đầu vào tháng 9 và cũng là bắt đầu cho cái chuỗi ngày nghỉ lễ dài nhất còn lại ở trong năm. Chúng ta sẽ được nghỉ nếu mà như công chức nhà nước là nghỉ 4 ngày. Còn các doanh nghiệp tư nhân thì chắc chỉ được nghỉ 2 ngày, mùng 1, mùng 2 thôi. Ngày mai thì các bạn cũng lưu ý được rằng tốc độ đào pi của chúng ta sẽ được điều chỉnh giảm tiếp. Thì mấy tháng vừa rồi thì cái tốc độ giảm của dự án nó không được cao. Nói chung là có giảm nhưng mà cuối cùng là làm tròn lại tại cái thông báo màu xanh ở dưới tia sét ấy, thì vẫn là 0,02. Đấy là cách làm tròn thôi. Làm tròn như vậy đến khi đến chắc là tầm khoảng nửa tháng sau thì họ sẽ trừ phần pi tím của anh em chúng ta. Đó, để bù vào cái lượng mà họ đã làm tròn lên trong cái tốc độ khai thác của chúng ta hàng tháng đấy. Thế và trong chuỗi ngày nghỉ như thế thì chắc là anh em cũng sẽ có những cái hoạt động bên gia đình. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng thỉnh thoảng các bạn để ý một tí, hết phiên thì các bạn vào để kích hoạt khai thác, không thì để lỡ mất mấy ngày nghỉ không khai thác nó phí ra. Rồi cái việc chạy nốt của anh em chúng ta cũng thế, để ý một chút xem là có luôn thỉnh thoảng ngó qua nốt không, thì sợ mất mạng mất điện thì đấy mà không khởi động lại được thì nó cũng gián đoạn cái quá trình chạy nốt của chúng ta. Rồi ok, chuyển sang việc thống kê pi nốt trên toàn thế giới trong ngày hôm nay, thì các bạn thấy hôm nay thì vẫn duy trì ở cái mức là 102.000 pi nốt đã được active, cũng có tăng một chút thôi, cũng không nhiều. Thì có lẽ là giai đoạn này thì chạy nốt, tăng trưởng nốt cũng đang bị chững lại một chút, nhưng mà có thể sau 1-2 hôm nữa thì có thể sẽ thay đổi tình hình, chúng ta sẽ để ý theo dõi nhé. Thì cái dữ liệu ở cái dòng đầu tiên này sẽ cho chúng ta những cái nhìn tổng quan nhất về dự án Pi Network. Tổng cung này 99.990.967 pi còn lại ở trong ví của Picotin, ví chính của Picotin. Vì hàng ngày có rất nhiều anh em chúng ta KIC thành công này, hoàn thiện Miret Tumbinet này, thì cái ví mà cái pi mà anh em chúng ta claim được từ gap đào nó sẽ chuyển từ đây về ví của mọi người đấy. Đây cái con số này thể hiện là số lượng người đang đào, đang trong phiên khai thác nhá. Nó ít hơn so với con số mà Picotin công bố đâu đó là khoảng 35 triệu, bởi vì có nhiều anh em đăng ký tài khoản kiểu như phong trào, thấy bạn bè mở tài khoản cũng đào cái app đào về xong rồi đăng ký đào đấy, thì nó họ sẽ ghi nhận trên hệ thống là đã có một tài khoản mới. Tuy nhiên thì đăng ký xong thì họ để đấy, đấy họ không đào. Rồi thì có những cái tài khoản mà tại thời điểm hiện tại đã hết phiên khai thác nhưng mà họ lại chưa vào kích chia set ngay, vì có thể họ bận việc hoặc là vướng víu gì đấy không vào phiên khai thác mới ngay được. Thì những cái tài khoản đấy họ rơi rụng đi tầm khoảng 10 triệu và chỉ còn khoảng tầm 26 triệu này thôi là đang trong phiên khai thác các bạn nhé. Số sổ cái là 8.900 các bạn này, 8.900.000 đó. Đây là số lượng giao dịch qua mỗi sổ cái ngày hôm nay. Số lượng giao dịch lớn nhất qua một sổ cái là 33. Kéo xuống phía dưới thì các bạn có thể thấy được danh sách top 20 nước đang chạy nhiều, sở hữu nhiều pi nốt nhất. Thì cái danh sách này thì chia 3 nhóm. Nhóm đầu tiên có 3 nước dẫn đầu, có Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc. Việt Nam thì vẫn đang duy trì các khoảng cách so với lại Hàn Quốc là khoảng 1.900. Rồi Đài Loan, Mỹ, Nhật, Đức, Mông Cổ là những cái nước thuộc nhóm thứ hai, là những cái nước mà sở hữu pi nốt ở mức độ là 4 con số. Ui các bạn xem này, để ý nhá, Đài Loan, Mông Cổ này 1120, Đức 1132. Với cái đà này thì mình nghĩ ngày mai thôi, dự đoán là ngày mai Mông Cổ sẽ đẩy Đức xuống vị trí thứ 8, còn sẽ lấy cái vị trí thứ 7 của Đức hiện tại bây giờ. Đó, Mông Cổ một nước tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Ấn tượng hơn cả Seychelles họ tăng nhanh nhảy vào cái top 20 này. Nhưng mà sau đó thì lại chững lại, đứng im ở đây phải gần 2 tháng rồi. Nhưng mà Mông Cổ thì rất nhanh, 1 tháng trở lại đây mới xuất hiện trong bảng danh sách, nhưng mà leo 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 và bây giờ đang chắc chắn là cái vị trí thứ 8 này.
các nước khác có muốn bám đuổi cũng cực kỳ khó luôn, và sắp đẩy Đức xuống rồi. Đó. Tiếp theo cái nhóm thứ ba là nhóm sở hữu Pi Note ở mức độ 3 con số. Đấy, những cái nước này Malaysia, Hồng Kông, Canada, Singapore, Anh, Úc, Pháp, quần đảo Seychelles, Romania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bulgaria. Bulgaria sở hữu 169 nốt trên toàn quốc. So với cái số lẻ của Trung Quốc thì vẫn còn bị thấp hơn 8 lần. Để các bạn có thể thấy được rằng cái sự cách biệt rất là lớn trong cái việc chạy Pi Note của các nước. Cái biểu đồ bên tay phải là biểu đồ thể hiện cái lượng phần trăm Pi Note các nước đang nắm giữ. Đó, Trung Quốc 40,87, Việt Nam, Hàn Quốc gần bằng nhau, mỗi Anh thì 20, mỗi Anh 18%. Các cái nhóm còn lại thì nổi trội hơn cả là có Đài Loan, Mỹ và Nhật. Đó. Kéo xuống phía dưới thì các bạn có thể thấy được rằng một cái biểu đồ, bản đồ thể hiện sự phân bố Pi Note trên toàn thế giới. Có ba cái khu vực mà lượng Pi Note nó tập trung nhiều hơn, dày đặc hơn. Đó là khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Khu vực này thì là nơi xuất hiện của đến gần như một nửa cái danh sách top 20 nước ở trên. Cũng có Trung Quốc này, Việt Nam này, Hàn Quốc này, rồi bổ sung thêm cả Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Đó, rất là nhiều. Đấy là chưa kể cái đất nước Indonesia là cũng là thuộc khu vực này. Tuy nhiên thì người dân họ đào Pi tích cực nhưng mà lại không chạy lốt. Đó, thế này có một cái sự ngược đời ở cái thị trường Indonesia. Thường thì các bạn thấy là lượng Pi Note chạy nó sẽ tương xứng với lại cái lượng người đào Pi. Đó, bởi vì anh nào đào Pi thì cũng mong muốn là tích lũy thêm được nhiều Pi cho mình. Đấy thì cái việc chạy nốt này nó là một cái cách để các bạn nhận được phần thưởng Pi bonus từ Pico Team. Nhưng mà không hiểu tại sao Indonesia họ lại không mặn mà với cái việc chạy nốt, rất là khó hiểu. Có thói quen họ ở bên họ là như thế, cũng kiểu như là cái tâm lý mà khi mà anh em tham gia một dự án tiền điện tử nào đấy chỉ nhăm nhăm nhe nhe là xem bao giờ ông lên sàn bao nhiêu tiền thì tôi bán đi tôi thu về tiền đấy. Nhưng mà có lẽ anh em Indonesia hơi bị nhầm lẫn một chút vì cái tính gọi là cái mục đích của cái dự án Pi Network này sản sinh ra là làm gì. Họ không lít sàn đâu, vì nó chính là tiền rồi, nên là không tích lũy vào thì làm sao mà có thể mua bán về sau được. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang một cái mục gọi là top 10 cái tài khoản giàu Pi nhất, nhiều Pi nhất. Đó, đây một cái tài khoản 97 tỷ, tài khoản này chắc chắn của Pico Team rồi. Tiếp theo một tài khoản 48 triệu, tài khoản 4,6 triệu, tài khoản 3,2 triệu, tài khoản 1,9 triệu, tài khoản 1,8 triệu. Những tài khoản này mà một của một cá nhân nào thì thực sự là cái cá nhân đấy họ tích lũy được quá khủng luôn. Những cái tài khoản mà có hàng trăm nghìn này thì nhiều, mình thấy rồi, rất nhiều. Ở Việt Nam mình đầy 184.000 Pi đầy. Nhưng mà đây không biết là họ tính là Pi tím hay là Pi tích lũy được nhé. Nếu mà là Pi tím thì thật sự là cũng khá là khủng khiếp đấy các bạn ạ. Đó. Còn mà là Pi tổng để áp đảo thì nhiều. Những tài khoản là mình nghĩ Việt Nam mình nhiều lắm. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái bảng Excel thể hiện cái sự tăng giảm Pi Note chi tiết trong ngày hôm nay. Chúng ta kéo xuống nào, tổng vào xem được là hôm nay thì Trung Quốc giảm 60, Đài Loan giảm 25, Đức giảm 23. Đấy thì là đáng kể. Còn Malaysia với Úc thì giảm 1,4 thì không đáng kể lắm. Tóm lại thì là ngày hôm nay tổng số lượng Pi Note tăng được có 56 nốt thôi các bạn ạ. Rất là khiêm tốn, nhưng hôm sau vẫn duy trì được cái mức 102.000 là một điều đáng mừng. Không bị sụt giảm xuống là tốt rồi. Dự án vẫn tiếp tục tăng trưởng các bạn ạ. Chưa thấy một ngày nào, có những thời điểm mà tăng lên rồi rụt xuống, nhưng mà theo cái biểu đồ chung thì vẫn là đang cái chiều hướng đi lên, chứ chưa thấy cắm đầu xuống. Anh em vẫn tin tưởng vào dự án và vẫn quyết tâm đầu tư máy chạy nốt. Việt Nam chúng ta tiếp tục tăng 49, Hàn Quốc tăng 63, Nhật Bản 27, đó là những cái nước tăng đáng kể. Mỹ thì tăng có 9 nữa không ăn thua. Với tình hình này xem nào, đây Mông Cổ 1.120, Đức 1.132, cách biệt nhau có 12 nốt. Ngày mai mà Mông Cổ mà tăng như kiểu này mà Đức giảm như kiểu này với ngày hôm nay thì thôi rồi, Đức bay màu luôn khỏi cái vị trí thứ 7. Rồi, đó là một điều rất đáng mừng, tạo sự cạnh tranh chạy nốt giữa các quốc gia với nhau. Rồi, đây là bản tin tổng hợp Pi Note hàng ngày của kênh chúng mình.
clip ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip tiếp theo nhé.